Tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm clip đi bắt gặp về nấu cháo. Đây là toàn bộ anh em trong ekip chuẩn bị đi. Nào, mọi người cùng nhau xem. Đây nè mọi người, đã tới nơi là giờ bắt đầu đi vô chỗ mò này mọi người. Chỗ mò bữa trước nè. Đây mọi người xem này. Cái non nước nè mọi người. Người đang bắt đầu bắt dọc nha mọi người. Đây Ngọc Mập đây. À. Có con Mập. Ủa? Đó, nhập bự ra. Dài rồi. Hay quá ta. Dạ. Này nha. Ghê chưa. Trời ơi, con này con gì? Ôi, con nhập bự quá. À, con nhập. Mọi người thấy không? Nhập ghê. Bắt trời luôn. Bắt có mấy con mọi người. Nó mới cứng nó nhiều quá. Cái nào nó cứng cái đó còn bố con bự rồi. Ừ. Hai con bự à. Mọi người thấy không? Anh em áp gì là bắt xong rồi về nấu cháo đi nó cực chút mà nó vui. Đây là anh hai của mình nha mọi người. Thì ngày xưa ảnh bắt cua bắt cá hay lắm á. Hôm nay năn nỉ rủ anh đi mới đi á. Đó. Thấy không? Chim chép á.
có đầu giả rồi. Tao thấy con này. Tao thấy con chần chần. Đây. Ôi giúp ui. Đấy. Cái con nó nhỏ. Nè, có con nè. Wow, con giọt quá bự luôn. Chết rồi, giỡn lên chết. Mày con này nó xịt nước mà chết với mày. Thử giọt. Wow, con giọt khổng lồ. Con giọt khổng lồ. Nè. Ôi, cho mi nước tắm ơi. Đây là cả nhà, mình đã về tới nhà rồi. Đây là giọt mình sẽ nấu chung với nấm và mực này. Hồi nãy mình thấy cái chú kia đặt rập á, mình kêu chú để lại, chú để lại cho mình, mình sẽ nấu chung với giọt này với nấm này mọi người. Coi con mực nè mọi người, con sống không à? Con sống nha mọi người, bò nè. Đó. Còn sống nha mọi người. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ nấu cháo. Đây là cả nhà. Mình luộc giọt xong rồi. Như vậy. Rồi cái này là cái nước của giọt mình lấy lại nè mọi người, cả nhà. Hồi mình đổ vô cháo á, cho nó ngọt. Đây. Xong rồi với nấm với mực nè mọi người. Rồi xong, mình sẽ bây giờ mình sẽ đổ vô cháo. Bây giờ mình giọt mình bỏ vô trong chảo dầu mình xào lại cho nó săn rồi mình đổ qua cháo. Rồi. Đây cả nhà, con giọt đã săn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào cháo. Đó. Đây, em mọi người, mực nào mình đổ vô nồi cháo. Đây là nước của con giọt nãy nè, đổ vô cho nó ngọt, rất ngon nha mọi người. Rồi mình kế tiếp mình bỏ nấm vào. Nấm vào. Bỏ vài cọng hành vô cho nó tăng hương vị thơm. Rồi chính là mình bỏ thêm miếng tiêu vô nha mọi người, ăn cho nó đậm đà. Đây nha cả nhà, nồi cháo đã chín là giờ dọn lên. Đây. Cả nhà thấy không? Mực. Đây cho con này đi. Con đây. Cháo chín là Mập Ngọc ăn thử cho cảm nghĩ nồi cháo như thế nào. Ngon, ngon, ngọt. Ngọt. Ăn thử mực như thế nào Mập. Giòn. Muốn nhắc nóng đâu. Chưa thấy nó giòn. Ui từ nóng quá. Cái gì vậy? Ăn đây là xé mực. Đây là cả nhà. Ở đây cảnh đồng quê, những anh em những lúc rảnh rỗi thì mấy anh em gom nhau chung lại đi săn bắt những quan giả gì đó, rồi về cái tối về mình ngồi mình nấu chung ăn cái cảm giác ấm cúng đồng quê nha mọi người. Đó. Cái con mực này. Đây anh ba mượn cái muỗng em kìa. Gì vậy? Nếu các bạn xem kênh của mình mà thấy có phần nào mà thiếu sót, mọi người cứ comment dưới, mình sẽ cải thiện hơn. Và nếu thấy hay thì like và bấm chuông đăng ký cho mình ủng hộ để anh em có động lực làm những video hay và đẹp như hơn mọi người. Má dọp ngọt và cách bát. Đây là thánh nướng. Thánh nướng mời cả nhà. Ngon thanh nước.
Ủa nó có trứng gì vậy ta? Ngon thích nước. Bật này tươi sống đồng quê. Quá ngọt luôn mọi người ơi. Quá ngọt. Ngồi nước quay đi ăn hết. Rồi video mình tới đây mình tạm dừng nha. Chúc cả nhà vui vẻ.